trời từng phán. Ngài đã phán là Ngài làm, những gì Ngài phán Ngài luôn hoàn thành. Và không ai có thể thay đổi được, dù là lời Ngài đã phán trong quá khứ hay lời Ngài sẽ phán trong tương lai. Từng lời một sẽ được hoàn thành, để hết thảy mọi người sẽ thấy. Mọi thứ trong vũ trụ đều do Đức Chúa Trời định đoạt. Có thứ gì mà không nằm trong tay Đức Chúa Trời? Bất cứ điều gì Ngài phán đều sẽ được hoàn thành. Ai có thể thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời? Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài tiên tri. Ngài làm việc mọi lúc, mọi thứ nằm trong tay Ngài. Đức Chúa Trời luôn công ta với kế hoạch quản lý của Ngài. Hỡi người ơi, có thể can thiệp, chẳng phải chính Ngài sắp đặt mọi thứ sao? Chẳng thay mà mọi thứ đã bước vào ngày nay, vẫn nằm trong kế hoạch và dự đoán của Ngài. Trong tay Đức Chúa Trời, bất cứ điều gì Ngài phán đều sẽ được hoàn thành. Ai có thể thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời? Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài tiên tri. Ngài làm việc mọi lúc, trong tay Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì Ngài phán đều sẽ được hoàn thành. Ai có thể thay đổi ý muốn của Đức Chúa Trời? Không gì có thể cản trở kế hoạch của Ngài tiên tri. Ngài làm việc mọi lúc, trong